Hôm qua, cụm tổ số 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai do ông Nguyễn Đức Hóa, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đơn vị huyện Xuân Lộc đã có buổi thảo luận trước kỳ họp thứ 18 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10. Cụm tổ số 3 gồm các đơn vị huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, thành phố Long Khánh. Tại phiên thảo luận đã có 13 đại biểu tham gia ý kiến về một số vấn đề như chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã và người lao động vô dư của cơ quan tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2025. Cần hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập. Cần đẩy nhanh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các đô thị, việc đầu tư các công trình nước sạch đô thị và nông thôn cần đẩy nhanh tiến độ. Việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua môi trường số hiện nay diễn biến phức tạp, cần có biện pháp đấu tranh triệt phá. Ngoài tập trung thảo luận theo các nội dung định hướng, các vị đại biểu dành thời gian nghiên cứu, quan tâm thảo luận, góp ý vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó tập trung thảo luận sâu vào sự phù hợp, tính khả thi, hiệu quả của các chính sách, tính thống nhất đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm phát huy được nguồn lực, tận dụng được cơ hội phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.